Hai chân chó đang ngồi đang nằm chơi nhá, cho ông bà xem nhá. Đó. Con sò vừa ăn xong rồi đấy. Đó, ăn xong rồi con sò nghịch kìa này. Thế ông chào ông bà ngoại đi, thân sao chào ông bà ngoại đi. Quay cho ông bà ngoại này, ông bà ngoại toàn bảo là mẹ quay toàn con lúc con đang ngủ, rồi giờ con thức thì mẹ quay cho ông bà ngoại xem nhá. Con thức thì con vùng vẫy lắm nào, con thức thì con hay khóc chè. Không mấy khi con chịu nằm thế này đâu, con thức là con toàn bắt bế thôi. Xem chân tay con đoạn thì ngậu rồi này. Trời ơi, trời, sao ngoạn lại đây nào? Sao ngoạn lại đây nào? Chị...